cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn vài trang giấy. Dòng mực xanh còn đây, hứa cho nhiều dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói, cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Phấn hương nồng em xem tựa tấm bao, đã thay vào hương sắc từ lâu. Những nẻo thuyền thân ga thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bến tình liêu. Vắng con tàu sân ga thường héo hắt, thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya. Khi vui thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trăng úa. Kia phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lòng gió. Những ân tình chìm trong lòng phố, cũng xem như không mà đi. Kia phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lòng gió. Chìm trong lòng phố, cũng theo hư không mà đi. Trời đất ơi, Phúc. Dạ. Quả tới rồi. Vú về Vú. Rắc rối tới rồi con ơi. Chết rồi, chết rồi. Sau đây con. Chuyện gì? Trai tới kiếm Vú. Trai tới tặng quà. Cái gì thế ghê vậy? Trai tới kiếm Vú thế ghê vậy? Khổ lắm con. Hồi sớm hả Vú lên phòng nha, Vú vừa mở cửa ra con thấy cái cảnh tượng gì không? Gì vậy? Một ề bông nó ập ba như nước lũ tràn về quất lên mặt Vú. Trời ơi, chết rồi. Lần này trai tặng quà nhiều quá làm sao bây giờ con? Con tặng đó con. Chứ trai nào tặng? Con tặng. Con tặng đó. Trời ơi, Vú nhớ ha, bữa nay là ngày 8 tháng 3, phụ nữ đê. Làm tưởng đâu trai mê Vú nhiều đến như vậy chứ. Trời ơi, trai nó phải mê Vú rồi chứ. Thôi, riêng Vú thì nó lại không mê. Thôi, thằng này thiệt tình. Thôi cảm ơn con nghe. Kệ đi cũng an ủi, có trai đẹp vậy cũng thích rồi. Thì bởi. Đây đưa bó bông đi Vú cất luôn. Ủa gì vậy? Nè bó này tặng Vú đúng không? Oh not for you. Ừ, quái. For khách mời. Đây là bó bông dành tặng cho khách mời ngày hôm nay. Một người phụ nữ rất là đẹp, rất là thành công, rất là giỏi. Lady Beautiful. Ai vậy con? Một hoa hậu doanh nhân. Đẹp, sang, giỏi. Giới thiệu với Vú, hoa hậu doanh nhân Đường Thu Hương. Đường Thu Hương trước khi trở thành CEO của tạp chí Forbes Việt Nam, tạp chí danh tiếng thế giới dành cho doanh nhân, Đường Thu Hương từng đảm trách nhiều vị trí đầy mơ ước như chuyên viên phân tích kinh doanh cho công ty dầu khí Amoco của Mỹ, giám đốc dự án công ty gia công phần mềm Paragon Solutions Mỹ, CEO trang web trẻ thơ, giám đốc đối ngoại và marketing bệnh viện Columbia Hồ Chí Minh và đặc biệt là nữ giám đốc đối ngoại đầu tiên của quỹ đầu tư IDG Venture. Mặc dù hội tụ cả về nhan sắc và học thức, nhưng Đường Thu Hương cho rằng thành công không đến từ ngoại hình, vẻ đẹp và sự lịch lãm sẽ gây được thiện cảm ban đầu, còn để thành công cần phải có tư chất và hiểu biết. Nhiều người đã gọi Đường Thu Hương là kiều nữ doanh nhân hay cô gái nghìn đô như một sự ngưỡng mộ dành cho nữ doanh nhân thành công nhất, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế liên doanh với nước ngoài tại Việt Nam. Với tất cả những gì đã trải qua và có được, Đường Thu Hương đã trở thành biểu tượng mới cho thế hệ phụ nữ mới trên con đường tìm kiếm thành công và tự tạo hạnh phúc. Bonjour madame. Cảm ơn Trấn Thành. Đây là một bó hoa gửi tặng cho chị nhân dịp ngày hôm nay chị ghé thăm khách sạn của Trấn Thành và thăm chương trình Chuyện Tối Nay Với Thành. Khách sạn đẹp, người đẹp, hoa đẹp. Dạ, dĩ nhiên là người phải đẹp hơn hoa em rồi. Ngày hôm nay rất là vinh dự cho Trấn Thành khi được đón chào một nữ doanh nhân rất là thành đạt và rất là xinh đẹp. Thưa quý vị, xin được giới thiệu Đường Thu Hương. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thật là thú vị nhân cái ngày 8 tháng 3 cũng là một ngày dành cho phụ nữ. Xin mời chị. Cảm ơn Vú. Vú mang bó hoa lên phòng cho nha. Ok. Cảm ơn Vú. Cảm ơn Vú nha. Trò chuyện vui vẻ nhé. Dạ em mời chị dùng nước nha. Cảm ơn Trấn Thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Chuyện Tối Nay Với Thành được phát sóng định kỳ vào lúc 19h50 thứ năm hàng tuần trên kênh BRT Đài Phát Thanh Truyền Hình Bà Rịa Vũng Tàu. Trấn Thành muốn hỏi đầu tiên là cái bí quyết giúp cho chị luôn luôn giữ được cái sự tự tin rạng ngời trước đám đông. Tại vì Thành thấy bao nhiêu lần Thành gặp chị ở event, lúc nào chị cũng có một cái sự tỏa sáng riêng cho mình. Không những chỉ là vì chị đẹp, nhưng mà cái thần thái, quan trọng là cái toát ra từ bên trong ấy. Chị lấy cái điều gì để làm cái nền tảng cho sự tự tin? Hôm nay ngày 8 tháng 3 mà đang bệnh mà nghe Thành khen như vậy tự nhiên hết bệnh luôn á. Thật ra là tại vì có lẽ là từ bé đến lớn cũng như Trấn Thành, khi mà làm việc rất là nhiều năng lượng tự nhiên mình phải mưu lại một mình. Ví dụ là Hương thích bạn bè nè, Hương thích tán gẫu nè, hay là tìm một cái gì đó rất là vui để mình làm, mình bù lại cái năng lượng trong một ngày, hoặc là nghĩ một cái điều gì rất là lạc quan, tích cực thì để cho mình cảm thấy là mình nạp năng lượng lại cho một ngày. Chứ một con người mà giới hạn, cái lúc nào cũng có sức khỏe và trí tuệ mình cũng giới hạn thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình nạp năng lượng như thế nào. Thì chị cũng đang định hỏi Trấn Thành là lần nào gặp em sao cũng tươi như vậy. Em á hả? Nhiều khi biết đâu ngoài tươi trong héo. Công việc của em thì em phải tươi mọi lúc mọi nơi. Không, nhưng mà thực sự ra thế này, em cũng chia sẻ với chị với mọi người rằng là đôi khi ấy, cái niềm đam mê khi mình làm cái việc mà mình thích á, nó sẽ tạo ra một cái bình năng lượng dự trữ mà bình thường sẽ không bao giờ mình có. Chính xác, chính xác. Ví dụ như em đang làm, em nói chuyện với chị, em đang làm việc, em đang ngồi trên sân khấu, tự nhiên cái năng lượng của mọi thứ nó tạo đến cho em cái sự tích cực. Cũng như chị nói, mình sẽ tự nhiên, mình sẽ tươi được. Mặc dù trong cơ thể mình đôi khi rất là mệt mỏi. Đúng vậy, ngày hôm nay thì tươi hơn nữa là tại vì hoa lạc rửa rừng gươm, là không những là có một ban nhạc rất là đẹp trai mà lại còn ngồi với hai người đàn ông nổi tiếng đẹp trai là Đức Trí và Trấn Thành. Chị rất là khéo léo, quý vị thấy không? Bây giờ không biết là gươm thì là có gươm rồi, nhưng không biết là gươm sắt hay gươm cùn. Với Trấn Thành thì không thể nào cùn, đúng không phải quý vị? Nếu mà nói như vậy thì chị lại nói về anh Trí như thế nào ạ? Anh Trí thì không dùng gươm mà Trí thì dùng đàn. Mà Trí lại có rất là nhiều đặc tài. Đấy, tôi cứ sợ là cứ nói đến cái vấn đề đó là Thành thế nào nó cũng quay sang tôi. Không ạ, đây là cái Thành ơi, anh chỉ nói như thế này thôi Thành à, gươm giết người cũng chết, dao găm giết người cũng chết, nhưng súng nhanh hơn. Mà không, nhưng mà đàn giết người cũng chết. Dạ vâng. À, đàn giết người thì nó chết từ từ. Mà Đức Trí thì nổi tiếng là các loại đàn mà giết nhanh nhất là đàn bà. Dạ vâng, vấn đề đó chúng ta sẽ bàn ở hội trường nhé. Thưa quý vị, một trong những cái đàn mà anh Đức Trí có vẻ là thuần thục nhất thì như chị đã nêu ra rồi, thì trong đó thì em cũng không biết là anh Trí thấy là đàn bà như thế nào. Đàn bầu, chị ấy nói mà nghe không rõ đó, chị bị nghẹt mũi. Đàn bầu. À, đàn bầu hả? Đàn bầu. Bây giờ em mới hỏi thật này, bây giờ là qua rất là nhiều người phụ nữ, đàn bà khác nhau, thì theo anh Trí, những người đàn bà như thế nào làm anh trở nên bối rối và thu bé lại? Bối rối nó khác và thu bé lại nó khác. Thành đang muốn hỏi câu nào, Thành chọn một thôi. Anh ơi, thu bé theo nghĩa đen thôi, anh đừng có thu bé theo cái nghĩa kia. Rồi, ok. Đằng nào thì anh cũng bé rồi, cho nên là anh không cần phải thu. Dạ vâng. Còn người phụ nữ mà mình chỉ làm mình bối rối khi mà họ quá tự tin. Đấy, ví dụ như chị Đường Thu Hương ở đây, chị có nghĩ là chị làm cho rất nhiều đàn ông phải bối rối không? Chắc là không đâu, là tại vì nếu mà bối rối thì người ta đâu có nhào vô. Đức tính tự tin có nghĩa là một trong những cái điều nổi bật của người đàn bà mà cần có. Người ta bối rối hay không thì không quan trọng, nhưng mà người ta cứ nhào vô là được rồi. Ok, quan trọng là kết quả đúng không chị? Mình phải bất chấp thủ đoạn đúng không, để mình đạt được mục đích. Có nhiều lúc người ta nhào vô bởi vì người ta rất là bối rối. À cũng đúng, tại vì mình cũng bối rối luôn, thành ra mình cũng không biết là mình phải tiếp nhận người ta như thế nào, thành ra nhào vô nhận hết. Hai người cùng rối vào để gỡ rối cho nhau. Lúc đó không còn bối nữa, chỉ còn rối thôi. Ok. Nhưng mà quan trọng thế này là chị ạ, đôi khi á, cái năng lượng do mình toát ra sẽ làm cho một số những người đàn ông họ không dám tiếp cận mình. Ví dụ như là Trấn Thành có một số những người bạn đồng nghiệp nữ, họ cũng rất thành công trong showbiz. Họ đều nói với mình một câu rằng là đôi khi á, những lúc tôi cô đơn, tôi không biết phải tìm một người đàn ông như thế nào, bởi vì ai cũng nhìn cái vẻ hào nhoáng bên ngoài cũng nghĩ rằng là chắc mình với không tới cô ấy đâu. Tự nhiên nó có một cái rào cản vô hình. Chị có gặp vào những trường hợp đó không? Nghe thì cũng có nghe qua. Và cũng có một vài người cũng nói như vậy. Nhưng mà nếu mà như vậy thì những người đàn ông đó đâu phải là người đàn ông của mình, thì mình đâu có cần phải bối rối làm chi. Một người đàn ông hay là một người đàn bà tự tin là phải tự tin chính mình và chinh phục được cái người, cho dù người đó là ai, ngoài người đó là có chủ chính thức. Còn nếu không thì cạnh tranh cũng công bằng mà, đúng không? Hoàn toàn hợp lý. Đúng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, một câu nói để tăng lên cái lòng tự tin cho quý vị đàn ông. Quý vị thích ai, quý vị hãy đến và hỏi người ta xem có available hay không. Nếu được phép, chúng ta hãy đến. Việc gì ngại nhờ? Đúng rồi. Nếu mà người ta nói là ok, bây giờ cửa hàng chúng tôi đóng cửa thì mình lặng lẽ ra về thôi. Chẳng việc gì phải ngại. Đã có ai vào hay chưa đó, nhớ câu đó không? Cái đó cũng không có phải cái câu hỏi đâu Chí. Nhiều khi Hương cũng nghe rồi. Chí là coi như đánh đông dẹp tây, đâu có sợ ai đâu. Dạ vâng. Vườn hồng không có lối nhưng tôi vẫn vào đấy. Đúng rồi. Như vườn hồng người ta nói là đóng cửa nhưng mà đâu có cài then. Đấy. Mình có thể phá cửa mà. Không cần phải phá cửa. Không có cài then. Trấn Thành là đạp cửa. Xong là không, em sẽ dụ người gác cửa mở cửa để đi vào chính thức, chứ không có lý do gì phải đạp, phải khóa, phải mở. Nhưng mà thật ra có một cách này cũng hay lắm Thành ạ. Dạ vâng. Cách này nó thỉnh thoảng nó work, thỉnh thoảng nó có hiệu quả là bắt cái ghế ngồi trước cửa đợi. Cái ý kiến đó cũng hay. Không, cũng được, không phải là không đợi. Phải là không, nó rất là khác với trồng cây si nha. Trồng không cây phải si đợi, là khác. Có nghĩa là bắt cái ghế ngồi trước cửa, ngồi mấy trước thằng cửa. Khác vô tưởng thằng này giữ cửa không dám vô. Xuất sắc. Đúng không? Còn gì hơn nữa. Ai chà. Mà nếu mà thằng nào vô cái tự nhiên cái thằng giữ cửa nó vô. Coi như là được hưởng thôi. Đúng rồi, nghiễm nhiên được hưởng. Ông bà ta có câu trong tình yêu không biết đúng hay sai, thằng nào dai thằng đó thắng. Đúng rồi, với lại sao biết không, giết đối thủ từ trong trước nước, không để nó có cơ hội. Chính xác là vậy, đừng để cho nó nhân giống. Vâng thưa quý vị, đó là một cái chiến thuật tình trường tôi nghĩ cũng khá hay mà các anh nên lấy đó để làm kinh nghiệm. Chị ơi, thế thường những người đàn ông như thế nào sẽ làm cho chị cảm thấy có hứng thú? Câu này hơi khó, tại vì hễ mà là đàn ông thì là đã có hứng rồi. Chị đang cười kìa. Nói vậy thôi, Chí với Thành là lo sổ rồi, làm gì có trong đây mà cười. Mấy người đàn ông mà không có available thì là không có hứng rồi đó. Nhưng mà nói như thế này, mỗi một người đàn ông đều có một cái đặc trưng khác nhau, thú vị khác nhau. Mà ở một khía cạnh nó nào mình đều tìm được một cái khía cạnh có thể là rất phù hợp là một người bạn, rất phù hợp có thể là một người đối tác, cũng có thể là phù hợp là một người anh. Từ những cái đó thì mình sẽ có những cái nối kết khác để mình hiểu người ta thêm. Còn hứng thú theo cái phương diện nào của Thành với Trí nãy giờ đang muốn nói thì chị không biết. Nhưng mà chị thì lúc nào với những người đàn ông chị đều rất là mong muốn được làm bạn để được học hỏi với người ta. Chị nghĩ như thế nào về một người đàn ông dám chinh phục một người phụ nữ khi người ấy đã có một người đàn ông? Chị có cho rằng điều đó là một cái điều, theo chị nghĩ, với cái tư tưởng thoáng của chị cho là từ nãy giờ đó, chị có nghĩ rằng cái điều đó có quyền và hợp lý không? Người ta nói rồi, con khi mà thực sự mà bước vào tình cảm đó thì có hai thứ là cái đầu và con tim. Cái đầu thì thường thường có con mắt, còn con tim thì thường thường nó không có con mắt. Trong tình yêu không có đúng hay có sai, mà chỉ có điều là cái lý trí và con tim nó sẽ nói chuyện như thế nào. Có những con người đó người ta không bao giờ người ta muốn phạm tội, hay là người ta không bao giờ nghĩ đó là sự phản bội. Nhưng mà khi mà người ta đã hợp với nhau hay là đến với nhau rồi thì người ta lại ngỡ ra một cái điều khác hơn. Mình cũng hiểu và có những cái sự giằng xé về tâm hồn cũng như là về lý trí. Bởi vì mỗi một con người sinh ra và lớn lên ai cũng đều muốn mình độc quyền ở một cái gì đó và mình đạt được một cái gì đó rất là hoàn hảo. Không muốn ai muốn đi lấy một cái thứ đồ của người khác bao giờ. Nhưng mà cái đó là một cái luôn luôn là lý trí. Còn tình cảm nó là một cái thứ gì đó nó rất là khó lý giải. Và nó phi quy tắc. Nó phi quy tắc và nó cũng như Trí nói, nó rất là bối rối. Nó vô là nó rối mà rối đôi lúc mà có những người là chuyên viên tâm lý của tất cả mọi người, nhưng mà đến bản thân mình thì lại không thể gỡ rối được. Ví dụ như là Hương cũng thường xuyên khuyên các chị em như vậy á, nhưng mà lúc nào cũng knock the good, có nghĩa là gõ nó, chứ tôi nói vậy thôi chứ đến lúc mà đến khi trường hợp của tôi cũng không biết làm sao nữa. Thì thật sự là như vậy. Nhưng mà đối với chị á, thì chị nhìn đó là một điều rất là mầu nhiệm, cũng như là một điều gì rất là đẹp mà tạo hóa đã cho con người, cái sự gọi là thử thách cũng như chọn lựa để mình có thể đấu tranh và đấu trí với chính mình để tìm ra một cái gì đó nó đúng đắn nhất mà nó tốt nhất cho chính mình. Bây giờ Thành lại rất là thắc mắc là với một cái người đã từng thành đạt như chị, đã có rất là nhiều cái background về sự nghiệp mà mọi người đáng ngưỡng mộ và mong muốn có được, một người phụ nữ thành đạt và ở trên đỉnh cao và là xinh đẹp nữa, chỉ có quá nhiều thứ so với một người phụ nữ phải có. Thì cái người phụ nữ như vậy có khó khăn lắm không để tìm được một nửa của mình? Cái đó là một sự đặt đề của xã hội cũng như là cái góc nhìn của từng người. Thật ra bất cứ người nào, cho dù là công chúa, cho dù là hoàng tử, cho dù là một người rất là bình thường, đều có những nhu cầu yêu thương, cũng như có nhu cầu chăm sóc như nhau thôi, không có khác biệt gì đâu. Nhưng mà mọi người nhìn vô có nghĩa là mọi người nghĩ là chắc là tại vì ở đó, cái địa vị đó, thành ra khó khăn như vậy. Chứ chị nghĩ rằng là ở bất cứ một địa vị nào, mỗi một cái nhu cầu, một cái yêu cầu của người phụ nữ nó đều rất là giống nhau. Nó chỉ cần một sự yêu thương, sự chăm sóc, những sự tỉ mỉ là có thể đạt được rồi. Còn ngoài ra những cái đó nó không phải là, bởi vì mọi người nghĩ là bởi vì những người học thức cao hay những người thành công nhiều thì nó khó khăn. Đôi lúc đó, tình yêu nó không phải chỉ có mỗi những cái mà nó rất là bình thường, đời thường, mà nó còn có những cái, ví dụ mình có thể nói chuyện được với nhau, mình có thể chia sẻ được với nhau về công việc, về cuộc sống. Thì cái đó nó lại có một cái về cái sự, người ta nói lại là sự tương tác, tương đồng. Tại chị biết sao không? Thật sự ra nói như chị á, đến với nhau nó cũng dễ. Đến với nhau ban đầu lúc nào nó cũng là cảm xúc hết. Đúng vậy. Nhưng mà để duy trì được nó mới khó. Chính xác. Là tại vì một người đàn ông nếu mà ở bên cạnh chị, nếu mà anh ta không khéo léo trong cái vấn đề về trí tuệ, về giao tiếp cũng như về cách cư xử, thì sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ bé so với mình. Tại vì chị đang làm một số việc của đàn ông đã làm được và thậm chí làm giỏi hơn họ. Như vậy thì có phải là một áp lực cho người đàn ông ở bên cạnh một người phụ nữ quá thành công hay không? Chị không nghĩ là cái sự thành công của chị hay là những cái gì mình đang đạt được như Thành đang nói là một áp lực cho người đàn ông, mà nhiều khi cái sự tỉ mỉ của mình và cái sự chăm sóc của mình, hay là cái bản chất của mình là một người đàn bà tỉ mỉ và có những cái nhu cầu rất là đàn bà đó, thì có thể làm khó người ta thôi. Bởi vì như mọi người đều biết là đàn ông sao hỏa còn đàn bà sao kim. Cho dù bất cứ một chuyện gì nữa, cái sự đòi hỏi của mình nó hơi tinh tế hơn một chút, thì có lẽ cái đó là cái sự thử thách chứ không phải là sự thành công. Nếu như vậy thì thật sự là đúng là, tại vì em nghĩ chắc là tùy dạng đàn ông hả? Với một số những người đàn ông khác có thể họ sẽ cho đây là áp lực, nhưng với người đàn ông tài giỏi họ sẽ cho đây là thử thách, và đó là cái sự thú vị khi ở trong một cái mối tình mà mình cũng phải có một cái gì đó để mình đấu trí với cái người mình yêu. Thưa quý vị, Trấn Thành vừa mới quảng cáo cho Hương rồi đó nha. Có nghĩa là thú vị thôi nha, chứ không có thử thách đâu nha. Không, thật sự mà. Thưa quý vị, bây giờ với cái nhân vật này á, là phải hỏi một câu là yêu em anh dám không? Đúng không? Để mình vào mình cùng chơi một trò chơi ái tình đầy trí tuệ và sự văn minh hả? Cái đó cũng là một điều thú vị mà, đúng không? Hợp lý. Em luôn luôn thích những người phụ nữ thú vị. Em là người yêu sự thông minh. Em có thể yêu một người bởi sự thông minh. Ủa sao giống nhau quá vậy? Really? Chị cũng không có thích người đàn ông là gọi là ở trong mua vì bước ra, mà dứt khoát là phải thành công và là... Chị ơi, đàn ông trong mua vì bước ra nó màu nhiệm một cách dễ vỡ lắm. Chị hiểu không? Nó là hình tượng do người ta build ra, mình đụng cái nó bể ngay, nó như là hoạt hình ấy. Chính xác, chính xác. Dạ vâng. Chị cũng nghĩ rằng là mọi người hơi lý tưởng quá về những cái tiểu thuyết hay là những cái cuốn phim, mà quên đi mất là những cái gì nó rất đời thường và nó cũng rất xung quanh ta, và hạnh phúc nó rất là đơn giản. Bản thân của mỗi một con người, nhất là người đàn bà của mình, cũng có thể tạo ra một cái cuốn phim cho riêng mình, cho riêng cuộc đời của mình, rất là thú vị. Như vậy thì với một người phụ nữ thành đạt như chị sẽ yêu thương một cách bình thường như mọi người, hay chị biết là mình đã có một vị trí nên chị sẽ tìm cách nhún nhường hơn để tạo cảm giác nhỏ bé hơn cho người đàn ông mình cái cơ hội, hay chị vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái điều này để làm một cái sự thử thách cho anh ta có cái lý do để anh ta tốt hơn? Hầu như là trong tình cảm thì chị không bao giờ chị để cái công việc nó lấn lướt. Tại vì mỗi một người đều có một cái công việc riêng. Cái người đàn ông của mình cũng có công việc riêng, cũng có sự bận bịu riêng, và cũng có những cái thử thách riêng. Bản thân mình cũng vậy. Nếu mà mình chia sẻ được thì mình sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn là thử thách nhau. Mà đúng hơn là không thử thách nhau về công việc, mà thử thách nhau về trong cuộc sống, về cá nhân, về những tính cách nhau thì đúng hơn. Thử thách để coi người ta có thật sự là người ta yêu thương mình, có thật sự người ta chịu được những cái tai quái của mình trong cuộc sống thôi. Dạ vâng. Chứ không phải là do những cái công việc của mình đâu. Bởi vì nhiều lúc mình chỉ sợ rằng là cái, nếu như Thành nói về cái sự nói một cái công việc nào đó nó ảnh hưởng đến tính cách thì có thể là có. Ví dụ là ở công ty thì mình quen là mình có những cái công việc lập luận nó như vậy. Đôi lúc mà mình có thể quên, mình lại đem cái lập luận đó về trong nhà. Thì thật sự là chị cố gắng để mà không có đem những cái lập luận của công ty để về nhà, để lập luận vô trong tình cảm. Thì cái điều đó là cái điều mà mình nên tránh. Hồi xưa chị nghe một câu này mà chị không hiểu, nhưng mà càng ngày thì mình càng hiểu. Người ta sẽ không bỏ nhau về những câu chuyện lớn, mà người ta sẽ bỏ nhau về những cái điều nhỏ cộng lại. Dạ vâng. chính xác là như vậy. Tại vì những cái chuyện nhỏ mà nó là một cái, thực sự nó là một cái bi kịch cho những ai quá chi tiết. Nhưng mà khổ vậy nè, đàn bà thì lại rất thích những cái chi tiết nhỏ nhỏ. Nó khổ như vậy đó. Thành ra đôi lúc cái người đàn ông người ta quên mất là ngày xưa người ta chinh phục người đàn bà vì những cái chi tiết nhỏ. Đến khi người ta được rồi thì người ta lại quên những cái chi tiết nhỏ đó đi. Thành ra chính vì những cái chi tiết nhỏ đó lại mất nhau, hoặc là có những cái rạn nứt rất là uổng mà mình không có kịp thời để mình ấy lại được. Thì Hương nghĩ rằng là không biết những người đàn bà khác như thế nào, nhưng mà để nói lại có nghĩa là thường là những cái tính cách của những người đàn bà mà đã có những cái công việc ổn định rồi thì thường thường Hương không nghĩ là người đó sẽ mè nheo nhiều, bởi vì rất là mệt để mà có thể nói cho người khác nghe em thích như thế này, em thích cái kia. Bản chất của Hương là Hương càng giận lại Hương lại càng không nói. Và không bao giờ, nhiều khi đó là cái vấn đề mà mình thích hoặc là cái vấn đề mình không thích, mình cũng không nói ra. Mình tự nghĩ rằng là người đó sẽ tự hiểu đủ để biết là điều đó là mình thích hay mình không thích. Đôi lúc nhiều khi chia tay một cách rất là oan uổng, là thậm chí là chia tay mà cũng không nói cho người ta biết là lý do tại sao. Nhưng mà chị có sợ sự hiểu lầm trong cuộc sống không? Có chứ, đó là Trấn Thành là một người rất là sợ sự hiểu lầm. Nhưng mà đôi lúc có những cái do mình tự ái quá hay là do mình tự trọng quá mà mình lại bỏ qua đi cái cơ hội là để cho người ta có cái cơ hội giải thích, hoặc là mình có cái cơ hội giải thích cho người ta, thì đã làm có thể là mất nhiều cái cơ hội cho chính mình. Thì chị đã từng và đã cố gắng là làm sao mà có thể để nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn để cái người đối phương của mình dễ dàng hiểu hơn. Bây giờ chị thay đổi được cái điều này chưa? Nhưng mà nhiều khi lại nó cũng có một cái nó giống như là nó hơi bị contradict một chút. Có nghĩa là nhiều khi mình nói nhiều thì mình lại sợ người đàn ông nói ủa sao cái cô này cô nói nhiều quá, lại cô lại đòi hỏi nhiều quá. Thì đôi lúc lại hai cái đó nó lại bị tự mình đấu tranh tư tưởng với nhau, nó contradict với nhau, là không biết là mình có nên nói hay là không nên nói, mà nói là nói lúc nào. Thì thật sự đó cũng là một cái thử thách rất là nhiều, cũng phải tùy cái người đàn ông của mình, cái người đó người ta thích cái gì, người ta nghe cái gì. Nhưng mà với chị thì chị quan trọng cái điều gì nhất trong cuộc sống? Một cái người muốn ở lâu với chị cần cái yếu tố nào là then chốt? Có nhiều lắm, nhưng mà chắc là một trong những yếu tố then chốt đó là sự chân thành và người tử tế đó. Chị có một cái biểu tượng gia đình mơ ước hay không? Chị có nghĩ về một ngày nào đó với chị một gia đình hạnh phúc của chị sẽ hình dung ra nó chưa? Hay là chị sẽ để tất cả những điều thú vị nó đến bất ngờ? Thật ra đó là không có cái mẫu hạnh phúc nào nó sẽ là một cái mẫu chuẩn mực hết. Và hồi xưa đó thì lúc đi học đó, thì thế nào cũng có bạch mã hoàng tử, phải vừa đẹp vừa đô vừa romantic là chắc chắn rồi đó. Nhưng mà càng lớn lên đó, thì cái quan niệm hạnh phúc của mình nó lại càng đơn giản hơn nhưng mà nó lại sâu sắc hơn. Có nghĩa là đôi lúc á, cái hạnh phúc á, nó rất là đơn giản, nó không có cần phải quá cao sang. Nó đôi lúc là đi trên bãi biển, uống một ly rượu với một người bạn mình thương hay là mình thích, cũng đó là hạnh phúc rồi. Hay là lái xe với một người nào đó là mình quý, hay là mình cảm thấy là mình có thể trò chuyện được trong một chuyến xe dài, cũng là hạnh phúc rồi. Chứ đâu nhất thiết là nó phải có những cái gì nó quá cao sang. Rất là thú vị, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe cách mà chị Đường Thu Hương chia sẻ về cái quan điểm của chị trong tình yêu. Bây giờ nói một tí về công việc đi. Chị lớn lên trong một gia đình khá là danh giá và gia giáo. Như vậy thì em hỏi có phải là vì cái cốt cách của gia đình đã tạo ra cho mình một cái vì thế là mình phải tìm một cái điều gì đó tốt đẹp nhất để làm. Một phần là cũng để giữ thể diện cho gia đình. Cái thứ hai là mình quen sống trong một cái điều kiện là mình phải làm cái gì đó là phải làm tốt nhất. Nó có ảnh hưởng đến cái sự thành công của chị hay không? Nhất định rồi. Bất cứ một con người nào sinh ra từ một cái gia đình nào thì cũng chịu ảnh hưởng rất là lớn về cái văn hóa cũng như là về cái truyền thống gia đình. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng là bởi vì mình sinh ra trong một gia đình gia giáo thành ra mình sẽ tốt hơn người khác, mà bất cứ một người cha người mẹ nào, bất cứ một gia đình nào đều hướng con mình theo cái hướng tốt nhất mà có thể. Ý là em hỏi là ngày xưa khi còn trẻ chị có chịu áp lực rất là áp lực, bố mẹ rất là khó, ông bà thì không có gò bó con trong bất cứ cái gì hết, mà lúc nào cũng hướng con theo những cái điều mà tốt nhất có thể. Mà chị cũng may mắn là tại vì ông là nhà nho, nhưng mà lại học ở trường Tây, thành ra ông bà thì cũng lại là một xuất thân thì cũng từ gia đình quyền quý, nhưng mà bà lại làm bác sĩ, thành ra ông bà được cái là cái tư tưởng giáo dục con rất là tốt. Có nghĩa là hướng thiện con đến cái bậc rất là cao, nhưng không ép buộc con bất cứ điều gì. Thí dụ như là tụi chị muốn học ngành nghề gì hay là muốn làm gì thì ông bà đều, nếu hồi xưa chị nhớ là cứ nói là xin đi học là cho. Nhưng mà ông bà có cái tiêu chuẩn nào cho con cái không ạ? Thì đó, cứ nghe học là cho hết à. Đến nỗi mà lúc mà mấy con bạn chị nó nói ê Hương, mày có nói với ông bà già là mày đi học nhảy đầm với là mày đi học ăn chơi không? Mà xong đấy không có, nói học là được rồi, cần gì nói phần sau chi tiết, là cho hết. Mấy cái học thêm tôi bỏ qua đi. Đúng rồi, học thêm khó quá bỏ qua. Thành ra cái đó là ông bà luôn luôn hướng con mình học. Và miễn là học là được, cứ học ngành gì cũng được, học môn gì cũng được, là cứ xin đi học là cho hết. Mà chị có thấy là ngày xưa chị có quan hệ về ngoại giao hay không? Mà em thấy là đa số những công việc chị làm đều liên quan đến cái việc mà đối ngoại. À, không, tại vì hồi xưa đó ba thì làm về ngoại giao nhiều, ông già làm bên ngoại thương. Thành ra có lẽ rằng là một trong những cái phần cũng ảnh hưởng về ba nhiều. Mình đi giao tiếp rồi mình nhìn cách ứng xử của ba, hay là cách nói chuyện dí dỏm của ông già, hay là cách mà ba nói chuyện về với nhân viên hay là đối xử với những người xung quanh, thì tự nhiên mình rất là ngưỡng mộ. Còn mẹ thì là bác sĩ, mẹ rất là thích, Hương học ngành bác sĩ, nhưng mà hồi xưa là cứ thấy máu là bệnh nhân chưa chết, mình chết trước rồi. Thành ra xin nói thôi mẹ ơi, chắc con học ngành bác sĩ không được, thôi con qua đi con học ngành của ba. À, chị nghĩ sao về sự hài hước trong cuộc sống? Nó có phải là một cái yếu tố giúp chị thành công không? Tại vì khi trò chuyện với chị, Thành thấy là chị rất là hài hước. Chị có thể hài hước hóa mọi vấn đề khi chị có thể đưa nó vào. Sự hài hước không có nghĩa là nó đóng vai trò chủ đạo trong sự thành công. Nhưng mà nó sẽ là một trong những cái điều dễ dàng cho mình để đi đến một cái mục đích nào đó. Ví dụ như là trong một cái việc nó đang rất là căng thẳng, nếu mà mình làm hài hước đi thì cái việc nó nhẹ lại, hoặc là mình dí dỏm hơn thì cái việc đó nó sẽ không còn nghiêm trọng nữa. Đó là sự hài hước. Còn về ngoại hình, sắc vóc, chị có nghĩ đó là một trong những vũ khí khá là sắc bén của mình trong công việc không? Nó sẽ là một cái bước rất là dễ dàng cho bước đầu, nhưng không phải là bước cuối cùng. Chính xác. Rõ ràng là người ta hay nói câu đẹp có quyền. Thì đó, Trấn Thành nói rồi. Nhưng mà bắt đầu thôi. Trấn Thành nói rồi, Trấn Thành nói rằng là em chỉ thích người nào mà tốt với lại thông minh thôi, còn cái khác em không care. Thưa quý vị, đúng vậy quý vị. Tại vì Hương quan điểm rằng là cho dù người đàn ông hay người đàn bà có đẹp cách mấy mà mình nhìn riết thì nó cũng quen, đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người sẽ không bao giờ quên Trấn Thành, bởi vì Trấn Thành là người rất là duyên dáng, đúng không ạ? Thành ra cái sự duyên dáng là cái sự để lại trong lòng người nhiều nhất. Thực ra đối với Trấn Thành, đẹp nó là điều kiện nộp đơn xin việc. Có nghĩa ít ra phải đẹp trước rồi mình mới bắt đầu câu chuyện. Nhưng mà còn đậu việc hay không đâu phải là đẹp. Đấy đấy, mình phải xét tiếp đằng sau là có cái gì hay không. Đúng vậy. Nhưng mà nói về công việc như thế này thì cái thành công của chị, theo chị là một trong những cái yếu tố mà chị cảm thấy là nó giúp mình thành công cho đến ngày hôm nay, thì đó là cái gì? Có lẽ đó là sự tự tin. Mà tự tin thì nó bắt nguồn từ nhiều thứ. Đó là như Thành nói, đó là do kiến thức và do những cái gì mà mình tin là mình làm đúng. Và nếu mà mình làm đúng và mình tin mình làm đúng thì chắc chắn rằng là mình hành động hay là lời nói của mình nó đều có gây một cái sự tin tưởng ở người đối diện. Và nếu mà tin tưởng được người đối diện thì đó là đã là một phần rất lớn cho sự thành công rồi. Và đó là một trong những cái chìa khóa giúp mình làm chủ được vấn đề. Chính xác. Chị có chịu ảnh hưởng bởi ai trong cuộc sống không? Chứ có thần tượng ai không? Người mà Hương thần tượng nhất trong cuộc đời của Hương chắc có lẽ là ba mẹ Hương. Tại vì ông bà đã sống một cuộc đời rất là tròn chỉnh về cả sự nghiệp lẫn cách ứng xử. Và Hương chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ sự giáo dục của cha mẹ. Người khác nói rằng là đo cái sự thành công của một con người á, không phải là đo là anh ta đã có cái gì và anh ta đang làm cái việc gì, mà đo về cái mối quan hệ của anh ta trong cuộc sống, mà đo theo chế độ 3D cơ. Có nghĩa là chiều cao, chiều sâu và chiều rộng. Anh quen được bao nhiêu người, đó là chiều rộng. Anh quen được cái người đó ở cái vị trí nào trong xã hội, đó là chiều cao. Và anh quen thân họ đến mức mà khi anh gọi họ có thể có ở bên anh hay không, đó là chiều sâu. Chị nghĩ sao về câu nói này? Cái đó nó cũng là một trong những chuẩn mực để đo về sự thành công của con người. Nhưng nó cũng không phải là tất cả để đo sự thành công của con người. Bởi vì nói đi nói lại thì nó cũng là những giai đoạn trong cuộc sống của con người. Ví dụ như là lúc mình trẻ đó thì làm sao mà mình chơi được những cái người già. Đúng không? Thành ra lúc đó là mình chẳng lẽ lại đo mấy đứa ở trong học sinh. Và hôm đó cũng lớn theo cái tuổi và nó lớn theo cái độ dày dạn của công việc của mình. Ví dụ như Trấn Thành là bây giờ Trấn Thành quen rất là nhiều người và cái sự gặp gỡ của Trấn Thành nó không khó. Nhưng mà cái đó là từ đâu? Phải do cái nỗ lực của bản thân mình. Nếu mà mình không khẳng định được mình không tìm được cái vị trí và chỗ đứng vững chắc cho mình thì cho dù mình có quen với ông trời cũng vậy thôi à. Đúng không? Thành ra cái quan trọng nhất đó là mình khẳng định được mình là ai thì chắc chắn rằng là những đám đông của mình sẽ là ai. Thành nhớ không lầm là ngày xưa hình như chị có làm CEO cho tạp chí web trẻ thơ đúng không? Bây giờ vẫn mà. Bây giờ vẫn hả chị hả? Ồ, có nghĩa là cái công việc hiện tại là làm thêm thôi đúng không? Đúng rồi, kiêm một vài chức như vậy. Yeah. Nó thật sự là mâu thuẫn và thú vị khi một người chưa có gia đình lại làm chúa tể của một cái web về trẻ thơ. À, chị nghĩ sao về điều đó? Thì nhiều người giáo sư trong hàn lâm đó nghèo thấy mồ, nhưng mà dạy toàn là tiến sĩ, bác sĩ, ra là toàn tỷ phú thôi. Đâu có nhất thiết là phải là người có chồng có con thì mới được làm tổng biên của một tờ báo đâu. Thế chị cảm nhận, nói đùa vậy thôi, cảm nhận cái điều đó từ đâu? Thật ra đó là cái web trẻ thơ nó cũng chỉ là một cái duyên thôi, nó đưa lại. Nhưng mà nói về web trẻ thơ là chỉ có các mẹ ơi á, thì nó cũng hơi quá. Chứ web trẻ thơ là một cái web mà nó rất là đa dạng. Nó không những là chỉ vì các bà mẹ và trẻ em, mà nó lại còn những cái câu chuyện của người phụ nữ. Và thậm chí là Hương thấy là cái lượng độc giả của nam giới cũng rất là nhiều. Thành ra khi mà làm web trẻ thơ thì chính bản thân Hương cũng học được rất là nhiều, và những cái điều rất là thú vị. Do đó là không có nghĩa là người không có chồng, không có con là không có được làm tổng biên của một tờ có chồng có con đâu nha. Dạ vâng. Nhưng mà có bao giờ, tại vì người ta nói là những người phụ nữ mà quá thành đạt như thế này á, người ta sẽ tự chủ về mọi thứ, đôi khi người ta sẽ không cần đàn ông, nên cái xu hướng để trở thành single mom sẽ cao hơn những người phụ nữ phải dựa vào kinh tế của người đàn ông. Chị có thuộc trong tuyếp đó hay không? Ai nói đàn bà không cần đàn ông, nhưng mà chẳng qua tìm không được người mình cần thôi chứ. Đúng không? Em nghĩ phải cần. Cần chứ, sao lại đàn ông cũng phải cần đàn bà chứ, chẳng qua là tìm nhau không được thôi, lạc nhau ở nơi phương nào mà chờ hoài không tới thì gọi là chờ anh chờ đến bao giờ mới thu thành kẻ bạc đầu. Thành ra thôi bây giờ nếu mà có những cái chọn lựa khác nhau đó, không có chọn lựa đúng mà cũng chẳng có chọn lựa sai, chọn lựa là mình thích nhất và mình cảm thấy vui vẻ nhất. Chị nghĩ là cho đến thời điểm hiện nay, với tất cả những cái gì mình đã trải qua, thật sự ra mà nói, để mà nói dối hay là để vẽ ra một chân tướng một người đàn ông lý tưởng trước mặt Đường Thu Hương cũng hơi khó, tại vì bạn diễn xuất cũng còn kém lắm. Thành thử ra là với tất cả những cái điều mà mình có thể thấy được hết, thì chị nghĩ là cho đến thời điểm này chị vẫn còn có thể yêu dại khờ một ai đó không nhỉ? Có chứ, tình yêu có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ một ai tại bất cứ thời điểm nào, mà tại sao không dám hy vọng? Ngay cả trong thời điểm mình minh mẫn nhất, ngu nhất cũng có, minh mẫn nhất cũng có, lỡ ngủ dậy xấu quá bước ra đường gặp người đó cũng có. Thành ra có những cái câu mà Hương rất là thích: biết đâu được gặp người đó trong mơ, thành ra trước khi đi ngủ phải chải đầu. Lỡ trong giấc ngộng gặp nhau thì phải đàng hoàng. Chết rồi, nếu mà trước khi đi ngủ phải chải đầu, cái điều đó làm sao đúng với anh Trí, Đức Trí bây giờ? Đức Trí trước khi đi ngủ gãi đầu. Hay thì nó cũng, dạ vâng, nó cũng có động tác để mình làm. Xoa đầu. Trước khi đi ngủ gãi đầu là tại trong mơ gặp nhiều cô quá, không biết chọn cô nào. Anh Trí, anh nghĩ sao về một cái người mà người ta đã biết quá nhiều thứ? Theo anh đó có phải là một cái, nếu một số người khác người ta nghĩ là đó là một món quà, là vì mình thấy hết mọi chuyện, mình sẽ lường trước được những hậu quả. Nhưng có một số người ta lại cho rằng đó là một bi kịch, bởi vì mình cái gì mình cũng biết trước hết trơn á, nó không còn thú vị, người ta rất là khó để làm cho mình ngạc nhiên. Anh nghĩ sao về điều đó? Ở trên cuộc đời này nó có cái hay, anh cũng thích đọc về triết lắm, mặc dù anh không phải là cái người mê triết, nhưng mà cái ý thức bất nhị trong triết học á rất là hay. Biết rất nhiều có nghĩa là không biết gì cả. Chính xác, chị nói đúng rồi đó. Có nghĩa là chị vẫn còn dại khờ. Hoặc là chị nói rằng là cái lý trí mình là sáng nhất, và con tim chính là không có con mắt. Nhưng mà thông thường người ta hay nghe theo con tim, chứ không ai nghe theo lý trí cả. Tại vì lý trí nó chỉ với tôi toàn là làm sai không. Hồi đó là tính bao nhiêu lần là sai, mà hai cái nào mà tôi cứ làm đại là đúng. Hay. Thế những cái cô thất tình toàn nói là con tim nó đưa em vào khóc lóc, đưa em vào bể khổ. Tại sao em lại tin mấy thằng cha nhà thơ và nhạc sĩ Thành? Có nghĩa là sao? Nhạc viết sai bét hết hả? Không thể tin được mấy thằng cha nhạc sĩ và nhà thơ. Không bao giờ nên tin. Không bao giờ tin được. Chết vậy. Cụ thể là em rất là đáng thương cho vợ của anh ấy đó chị ạ. Này, vợ của anh đã làm chứng cho điều đó, rằng là anh ơi, nhạc của anh và con người của anh sự thật nó khác nhau hoàn toàn. Thôi chết mất. Anh chỉ viết nhạc để cua gái thôi Thành ơi, chứ con nó không phải như vậy. Cô ấy vợ mộng à? Chị cũng đang vợ mộng nè. Đức Trí đừng có làm chị buồn nha Đức Trí. Chị tối ngày chị ngồi nghe nhạc của Đức Trí đó nha. Cho nên là chỉ nên nghe nhạc và đọc thơ của mấy ông nhà thơ mà thôi. Hãy để nhạc và thơ là một người bạn, chứ đừng là kim chỉ nam hả? Em tin anh là em chết đấy. Trấn Thành có biết về chị, hiện nay chị đang là tổng giám đốc của một cái tạp chí rất lớn, đó là Forbes Việt Nam. Thế thì cái cơ hội chị gặp gỡ được rất là nhiều những bạn doanh nhân trẻ như vậy, có bao giờ chị nghĩ rằng là họ mang đến cho chị nhiều nguồn cảm hứng khác trong những công việc khác mà chị sắp sửa chinh phục không? Thật sự đó là một trong những cái điều mà thú vị nhất khi mà được tiếp xúc với những bạn trẻ thì không những là ở tạp chí Forbes mà trước đây với IDG thì Hương cũng được tiếp xúc rất là nhiều các bạn trẻ, và chính các bạn trẻ, ví dụ những cái list của Trấn Thành ở trong đó đó, Forbes đã có được những cái cơ hội mà vinh danh các bạn, cũng như là bản thân chị cũng có được những cái cơ hội tiếp xúc các bạn, và chính các bạn chính là cái động lực để cho mình cảm thấy rằng là lúc nào mình cũng cần phải học, lúc nào mình cũng còn cần phải cảm thấy là mình còn rất là nhiều thứ khiếm khuyết, và các bạn có quá nhiều cơ hội và cũng như có rất là nhiều điều tốt đẹp đang mở ra trước mắt, mà nếu mà mình không theo các bạn thì mình tụt hậu nhiều lắm. Như vậy thì tổng kết lại từ nãy đến giờ, với tất cả những sự thành công của chị, với tất cả những gì chị trải qua, đối với Đường Thu Hương, nếu như nó là áp lực thì nó là cái gì? Áp lực làm sao mà phải sống tốt hơn cho mỗi ngày. Đó là một cái áp lực rất là lớn, là tại vì sao mỗi ngày mình cảm thấy có rất là nhiều điều tốt đẹp, cũng như là làm báo hay là tiếp xúc được những bạn trẻ, hay là tiếp xúc được những người thành công, hay là thấy được những cái ngóc ngách của cuộc sống, có những cái vui, có những cái buồn, thì mình cảm thấy rằng là cuộc đời này nó rất là thú vị, nó rất là có màu sắc, mà nếu mà mình không tận dụng được để mình sống tốt hơn, sống đẹp hơn mỗi ngày thì rất là phí. Nhưng mà khổ cái rằng là không thể bỏ ra những cái gánh nặng trong cuộc sống, nó vẫn có những cái áp lực, nó vẫn có những cái vui, có những cái buồn. Do đó mà làm sao sống vui hơn, sống tốt hơn mỗi ngày thật sự lại là áp lực. Nếu như bây giờ thế này, chị là một người phụ nữ may mắn là chị gia đình có điều kiện, rồi chị cũng có những cái ý chí và những cái khả năng riêng của mình để mình có được một thành công nhất định trong cuộc sống. Với những bạn trẻ là những người phụ nữ yếu đuối hơn, vì em yếu đuối muôn đời em vẫn yếu đuối, rồi cái khả năng người ta chỉ có trong giới hạn, chị sẽ cho những bạn nữ đó cái lời khuyên gì để có thể tự lập, tự chủ và tự tin hơn trong cuộc sống? Có nhiều bạn nghĩ rằng là nhìn những cái mẫu người thành công hoặc là những người bản lĩnh, những người phụ nữ bản lĩnh, các bạn nghĩ rằng là đó là trời cho, hay là bởi vì chị đó có cái này, chị đó có cái kia, thành ra chị đó mới bản lĩnh như vậy. Thật sự như các bạn không phải như vậy đâu. Bản lĩnh hay bất cứ một cái gì trong cuộc sống này cũng do mình học hỏi hết và do mình tôi luyện hết. Đó là thép đã tôi thế đấy. Các bạn phải vấp ngã và các bạn phải tự học và phải tự đứng lên. Không ai dạy bản lĩnh, và cũng không có cái trường nào mà đào tạo các bạn, hay là có một cái chuyên gia nào có thể chỉ các bạn sống tốt hơn hết bằng chính các bạn. Và tôi nghĩ rằng là cho dù các bạn là một cái người yếu đuối cách nào, nhưng trong tiềm ẩn các bạn cũng sẽ có những cái bản lĩnh nhất định của các bạn. Và cái điều quan trọng nhất, các bạn phải sống cho mình. Mà mình không vui được, mình không chăm sóc bản thân mình được, mình không yêu chính mình được, thì mình dứt khoát không yêu được, không chăm sóc được và không lo cho được những người khác tốt hơn mình. Các bạn cứ nghĩ là đôi lúc mình hy sinh chính mình để người khác sẽ cảm nhận được sự hy sinh đó. Nhưng mà hy sinh nó có muôn ngàn vẻ hy sinh, không có nghĩa là bạn phải hy sinh sắc đẹp, hy sinh thân thể, hy sinh nhan sắc, hy sinh niềm vui thì các bạn mới gọi là hy sinh. Có những sự hy sinh nó thầm lặng hơn và nó sâu sắc hơn tất cả những cái điều đó. Và các bạn nên nhớ rằng là nếu mà các bạn không trân trọng mình thì chẳng ai trân trọng mình hết. Thưa quý vị, ngày hôm nay rất là thú vị khi chúng ta có một cuộc trò chuyện với một nữ doanh nhân thành đạt, và hy vọng là chị sẽ mang đến cho chị em phụ nữ, ít nhất là hiện nay những người đang xem chương trình, một cái lời khuyên cũng như là một cái động lực để họ có thể phấn đấu, họ trở thành những người phụ nữ có giá trị hơn so với bản thân họ ngay thời điểm này. Tại vì tôi nghĩ rằng là, thưa quý vị, không có người phụ nữ nào không có tiềm lực và cái vẻ đẹp cả, chỉ là quý vị biết cách khai thác và làm nổi bật mình hay không thôi. Tôi nghĩ là vậy. Và hãy luôn luôn tìm cách tỏa sáng theo cách của bạn, cũng như Đường Thu Hương đã từng. Chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình với một cái game nho nhỏ dành cho cô ấy. Sau vài phút giải lao của chương trình, chúng tôi sẽ quay trở lại và đừng chuyển kênh nha. Và các bạn đã trở lại với Chuyện Tối Nay Với Thành, được phát sóng vào lúc 19h50 thứ Năm hàng tuần trên kênh BRT để phát thanh truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một trò chơi nho nhỏ dành cho doanh nhân Đường Thu Hương. Ở đây có 3 sản phẩm và có một nhà đầu tư gửi cho chị 10 tỷ đồng. Nhiệm vụ của chị là phải bắt buộc đầu tư hết số tiền đó cho 3 cái loại sản phẩm này. Chị hãy nghe em thuyết trình về nó. Và chị hãy suy nghĩ là chị sẽ đầu tư bao nhiêu phần trăm cho sản phẩm nào. Đầu tiên, đó là sản phẩm khăn tắm bông, càng lau càng bóng. có thể lao bóng bất cứ vật dụng nào. Cái vật dụng nào không bóng, lao một hồi, bóng luôn. Sản phẩm thứ hai, xà phòng đen, ông tắm bà khen, được làm từ thốt nốt đen. Nó có cái hương vị vanilla, 7 mùi luôn chị. Xà phòng này sau khi tắm sẽ giữ được mùi hương cơ thể lên đến hơn 12 giờ đồng hồ. Không cần phải xịt dầu thơm ra được. Cơ thể có thể thơm bất lúc nào. Sản phẩm thứ ba, bông xoáy lông gà, thoải mái như ở nhà, được làm từ lông gà đông tảo. Lấy mỗi một con gà 3 cọng lông nách của nó thôi. Bông xoáy này có thể làm sạch mọi ngõ ngách trong cơ thể. Vậy thì Thành nói cho chị nghe lý do tại sao chị phải đầu tư trên Thành, trên cái sản phẩm của Thành. Câu này nghe quen quá. Khoan, bây giờ câu hỏi của chị là đầu tư trên em hay trên sản phẩm của em ạ? Cả hai. Tại vì nếu mà đầu tư thì đầu tư phải đầu tư trên con người làm ra sản phẩm. Okay. Và sản phẩm nữa. Tại vì nếu mà sản phẩm thì người ta sẽ bắt chước. Okay. Vậy thì cái con người, phải chứng minh được cái con người làm sao mà nếu người ta bắt chước tụi tôi cái sản phẩm đó thì tôi lập tức tôi có một cái sản phẩm khác. Thành ra thật sự ra nhà đầu tư là đầu tư trên con người nhiều hơn là sản phẩm. Đồng ý. Thành ra chị sẽ có hai câu hỏi: tại sao chị phải đầu tư trên Thành và tại sao chị phải đầu tư trên cái đồ của Thành. Đồng ý. Bây giờ điều đầu tiên, em là người của công chúng, em sẽ giảm cho được chị cái khâu PR. Khâu thứ hai là cái sự tín nhiệm, tại vì sản phẩm này được chiết xuất từ 100% thiên nhiên nên khả năng mà gây tác dụng phụ là hoàn toàn không có. Cái thứ ba, nó mới, nó là một loại mà ngoại nhập hiện nay Việt Nam chúng ta chưa có. Chỉ có chương trình này mới khám phá ra được nó thôi. Cái thứ tư, một trong những người sử dụng thành công và người ta luôn luôn có thể làm nhân chứng bất cứ lúc nào, anh Đức Trí. Đó là tiếng lòng của nhạc sĩ. Lông gà khó quá bỏ qua ha. Tại vì nguồn gốc xuất xứ cũng như là công dụng nó hơi bị đa năng. Nếu mà người ta lỡ xài lại từ cái chỗ này nó qua cái chỗ khác thì có vẻ nó không được vệ sinh lắm. Đồng ý. Bây giờ chị quyết định là sẽ đầu tư vô hai sản phẩm. Ok. Nhưng mà có hai điều kiện. Ok. Điều kiện thứ nhất là Trấn Thành sẽ phải chịu trách nhiệm run cái công ty này cho đến khi mà nó có thể nó được nhà đầu tư thứ hai hoặc là ra IPO, ICO gì đó. Điều thứ hai là nhạc sĩ Đức Trí sẽ phải làm nhà đại diện thương hiệu. Độc quyền. Và đặc biệt là đi đâu làm gì đánh đàn cũng phải có cái cục xà bông và cái khăn bên cạnh. Vì sao công ty của Thành nhưng mà Đức Trí lại phải dính vô? Tại vì nãy giờ Trấn Thành nói rồi, Đức Trí là cái người mà dùng sản phẩm rồi. Và cái show cây là đàn bóng, mọi thứ đều bóng, dây bóng, chắc xài một khăn 3 thứ luôn. Thì bởi bây giờ anh mà không hợp tác với em là coi như mất luôn thương hiệu này, hai anh em mình trắng tay. Và anh làm ơn anh chịu cái hợp đồng này giùm em. Anh nói thiệt với em á, là anh chỉ có cái đàn này thôi, chứ còn là em tính với anh là chỉ có sweat thôi, chứ anh không có cái gì ở đây hết trơn. Ok, rồi bây giờ câu chốt hạ cuối cùng. Nếu chị được đầu tư, chị sẽ đầu tư bao nhiêu phần trăm cho cái cục xà bông này và bao nhiêu phần trăm cho cái khăn này? Chị sẽ quyết định đầu tư 70% cho cái xà bông và 30% cho cái khăn. Vì sao? Tại vì cái xà bông này nó là sản phẩm khó bắt chước hơn quý vị, là tại vì nó làm bằng đường thốt nốt mà nó có mùi sô-cô-la. Mà trên thế giới thì chắc chưa có cái phát minh này. Còn cái khăn lông á, thì tại vì á, nó chỉ sử dụng được trên người thôi. Và cái này nó cũng dễ bắt chước hơn quý vị. Một trong những cái vấn đề mà khi mà sản phẩm mà nó không có cái độ bền vững hoặc là nó sẽ dễ bị copy đó quý vị. Thành ra nó sẽ khó đầu tư hơn. Cái này nó có vẻ nó có cái giá trị độc quyền và nó có giá trị gọi là về phát triển thương hiệu nhiều hơn là cái này. Và cái quan trọng nhất rằng là Đức Trí với Trấn Thành mà nếu mà xài xà bông này á, thì có lẽ là nếu mà công ty mà ký độc quyền á, thì đi đâu ngửi hai cái mùi này là biết có hai cái ông này xuất hiện rồi. Còn khăn á, thì nó có thể nó có nghĩa là tràn mùi tới là biết Trấn Thành Đức Trí tới. Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, đúng là lập luận của một nhà đầu tư, phải không quý vị? Rất là mạch lạc, khúc chiết và có lý luận rõ ràng cho từng cái mà mình đầu tư. Thưa quý vị, đó chỉ là một game vui thôi. Và sau cái game này thì Thành biết là Trấn Thành với Đức Trí là mất cái hợp đồng quảng cáo khăn lâu rồi. Thành thử ra là thưa quý vị, một lần nữa rất là cảm ơn chị Thu Hương đã đến với chương trình và cho mọi người một cái buổi trò chuyện thật sự là thú vị. Và hy vọng là chị sẽ luôn luôn có được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, có được những sự yêu thương thật đơn giản nhưng chân thành. Cảm ơn Trấn Thành. Hương cũng qua chương trình này ngày 8 tháng 3, Hương xin gửi tới tất cả những người phụ nữ Việt Nam nói chung là sẽ càng ngày càng tự tin, càng ngày càng đẹp hơn. Và xin cảm ơn chương trình và chúc chương trình sẽ luôn luôn thành công. Vâng, xin cảm ơn chị. Và sẽ có một món quà nhỏ nhỏ từ bà Vú đại diện cho chương trình gửi tặng cho chị ba cái sản phẩm huyền thoại của hồi nãy em có giới thiệu. Chị về chị xài được gì chị xài? Dạ vâng. Thôi cái này cái sản phẩm này chắc xài hoài á, để tại vì xài hoài không hết là tại vì để hoài không dám xài. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn chị Đường Thu Hương đã đến với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19h50 thứ Năm tuần sau trên kênh BRT Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu cùng với chương trình Chuyện Tối Nay Với Thành. Và trước khi chia tay nhau, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát để lấy nguồn cảm hứng cho những thời gian còn lại trong ngày. Thưa quý vị, bài hát gọi tên ngày mới với tiếng hát Mai Tiến Dũng. Lúc cô đơn đau hay trong ta tình đầy và nụ hồng trao đi người mỉm cười đôi khi những ưu tư lâu nay cũng qua. Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng, phố chiều ngập đèn vàng buốt giá mưa giăng. Đi xa đã mỏi đôi, đời hiu hắt mòn lối, tháng ngày chìm dần vào đêm tối. Những người đã đến như ánh mặt trời chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui. Bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười hân hoan ta gọi tên ngày mai. Nụ hôn ấy như ánh mặt trời chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui. Bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười hân hoan ta gọi tên ngày mai. Nụ hồng trên tay cuộc đời đã biết mấy, lúc cô đơn đau hay trong ta tình đầy và nụ hồng trao đi người mỉm cười đôi khi những ưu tư lâu nay cũng qua. Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng, phố chiều ngập đèn vàng buốt giá mưa giăng. Đi xa đã mỏi đôi, đời hiu hắt mòn lối, tháng ngày chìm dần vào đêm tối. Những người đã đến như ánh mặt trời chiếu